Xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ đi hái quả xoài. Đấy, xoài nhiều trái này. Đây là xoài này không phải là xoài rừng các bạn nha. Cái vườn xoài nhà mình nhá. Đây là xoài rừng rồi. Đấy, để xoài rừng các bạn nha. Bây giờ mình sẽ hái xoài rừng này. Đủ cao quá, chắc lấy cái gì mà hay vậy. Đó, xoay được như các bạn nhá. Cái này nhìn trải nhiều lắm đó. Rồi, đủ rồi. Nhiều rồi. Đây bạn ạ. Rồi. Đang còn non lắm. Xoài rừng non này à. Ai xoài rừng là bạn trai đang non lắm này. Bạn ơi, chụp cây nha. Mẹ xem cái gì? Bên kia mẹ xem cái gì là có. Bên này. Muối này. Bỏ ít đường nha. Đấy. Đường. Là bột ngọt đó. Đó. Đâu thì dạ. Đây sẽ đổ xoay vô. Bột ngọt. Đây. Siêu cay nhé các bạn. Mấy đá quê như đông rồi. Lưỡi đá quê. Đây, xin chào các bạn. Đây là
xoài rừng non mà thưa già, xoài rừng non vậy là ớt siêu cay nha các bạn. Đấy, mời nha. Lại đó. Mình cắt được. Hẹp ơi. Chua quá, chua chua ngon ngọt. Cái này mình bỏ đường vô nó sẽ ngon ngọt đấy á. Họ bấm rồi đồ nghi vô bố lã rồi. Trình nó hơi rộng. Nhưng mà bố bật. Ngon lắm.